Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng đến với 8 mỗi sáng cùng Phúc với khung giờ quen thuộc vào sáng nay. Và bây giờ thì ông Phúc sẽ bắt đầu với trang đầu tiên là trang tuổi trẻ.vn. Bài viết được lên lúc 6 giờ 6 phút ngày 9 tháng 8 năm 2021. Sáng nay cả nước thêm 5.155 ca COVID-19 và tiêm hơn nửa triệu liều trong hôm qua. Bộ Y tế cho biết là cả nước ghi nhận thêm 5.155 ca mắc COVID-19. Ở thành phố Hồ Chí Minh có 2.349 ca. Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện số 16 bắt đầu hoạt động và sẽ áp dụng các biện pháp tiên tiến điều trị cho bệnh nhân. Lúc 6 giờ vào ngày hôm nay, trên hệ thống quản lý quốc gia, ca bệnh COVID-19 ghi nhận là 5.155 ca nhiễm mới, trong đó có 15 ca nhập cảnh và 5.140 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Và tính đến sáng ngày hôm nay thì cả Việt Nam có 215.560 ca nhiễm, trong đó có 2.360 ca nhập cảnh và 213.200 ca nhiễm trong nước. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng di chuyển tới trang thanhniên.vn. Thanhniên.vn thì Phúc thấy có một cái bài viết được lên vào lúc 4 giờ 08 phút sáng nay, ngày 9 tháng 8. Đó là kinh nghiệm chăm sóc tại nhà của gia đình có 3 thế hệ là F0. Gia đình anh VT 28 tuổi ngụ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, gồm 8 thành viên thuộc 3 thế hệ đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 30 tháng 7. Chia sẻ với phóng viên, anh VT cho biết bản thân đã dần hồi phục sức khỏe sau gần 10 ngày điều trị. Bố mẹ anh VT đều lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền về tim mạch, gan, vợ anh thì đang có thai 7 tháng. Đó là tránh chia sẻ thông tin tiêu cực. Cả nhà đều có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên tôi nhờ người thân từ xa mua thuốc men, thực phẩm. Và tinh thần là yếu tố quan trọng nhất để giữ vững tâm lý vững vàng. Mỗi ngày gia đình đều duy trì việc trò chuyện với người thân ở bên ngoài. Dù biết là ai cũng rất lo lắng nhưng người nhà tránh trao đổi những thông tin tiêu cực về dịch bệnh khiến cho gia đình lo lắng thêm. Anh chia sẻ. Về việc tiếp tế đồ dùng, anh cũng nói là mọi người chỉ nên sắp xếp gửi lượng thực phẩm đủ vừa trong khoảng 3-4 ngày. Không nên quá nhiều về việc sắp xếp lưu trữ khiến người bệnh mệt, mất sức hơn. Đồng thời, thực phẩm để lâu ngày cũng sẽ bị hỏng và gây lãng phí. Về chế độ ăn uống thì cả gia đình đều bị mất vị giác, biếng ăn, nên anh nấu những món súp, món nước giàu dinh dưỡng, dễ ăn như là nui, bún súp. Bữa ăn đầy đủ như là thịt cá, rau củ và tinh bột, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, đảm bảo không ai bỏ bữa cả. Và không dùng thuốc theo đơn trên mạng. Tiếp tục. Đó là tránh nhiễu loạn thông tin dẫn đến dùng thuốc sai cách. Anh cũng chia sẻ là chỉ nên tham khảo đơn thuốc từ các nguồn đã được xác thực như là báo chí hoặc là bác sĩ từ các bệnh viện uy tín. Ngoài ra có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa để mà được tư vấn cách sử dụng thuốc phù hợp qua tổng đài chăm sóc sức khỏe nếu người bệnh có bệnh lý nền. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với saigongiaiphong.org.vn thưa quý vị. Bài viết được lên sóng vào lúc 6 giờ 21 phút sáng nay, ngày thứ Hai, ngày 9 tháng 8, tức là tăng thuốc tiêm chủng để tạo vùng xanh. Việc tiêm chủng thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, khu vực nào xong, khu vực đó để tạo ra vùng xanh an toàn cho khu vực đang bùng phát dịch. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long có công điện đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID-19, tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn cho người được tiêm, tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho các địa bàn, khu vực đang có dịch và tiêm ngay cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi. Tiếp tục thì chúng ta sẽ di chuyển đến báo ngườilaodong.com.vn thưa quý vị. ngườilaodong.com.vn thì có bài viết được lên vào lúc 6 giờ sáng nay ngày 9 tháng 8, tức là người thực sự khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh làm sao để được hỗ trợ. Người lao động tự do, hộ nghèo, cận nghèo, hộ nghèo đang sinh sống trong khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực phong tỏa là 3 nhóm đối tượng được thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ trong đợt này. Liên quan việc tiếp tục hỗ trợ người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản khẩn số 2627 ngày 6 tháng 8, quy định cụ thể 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ 1,5 triệu đồng trong đợt này. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 900 tỷ đồng. Theo đó, trong đợt này, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng. Tạm chia tay với ngườilaodong.com.vn, chúng ta sẽ cùng di chuyển đến trang báo vtv.vn thưa quý vị.
Trên trang vtv.vn thì Hồng Phúc thấy có một cái thông tin được lên vào lúc 6 giờ 24 phút sáng nay ngày 9 tháng 8. Đó là bao giờ mới kết thúc đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Những ngày qua, khu vực miền Bắc và miền Trung phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt và bất thường trong tháng 8. Nhiều kỷ lục về nhiệt độ đã được thiết lập. Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao, nên từ ngày 25 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36-39 độ. Tại một số nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, với mức nhiệt là 39,5-40,5 độ. Và đây cũng là giá trị nhiệt cao kỷ lục trong tháng 8 nhiều năm qua ở khu vực này. Dự báo ngày 9 tháng 8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt. Khu vực này cũng sẽ chuyển sang trạng thái có mưa dông, vùng núi có mưa to đến rất to tập trung vào đêm và sáng sớm. Và từ nay đến cuối tháng 8 thì nhiều khu vực ở miền Trung còn xảy ra nắng nóng, nhưng cường độ của đợt nắng nóng sẽ không còn gay gắt như những ngày qua. Ở miền Bắc vẫn có những đợt nắng nóng như ngắn và không kéo dài. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giải trí cho ngày hôm nay, ngày thứ hai, ngày 9 tháng 8. Chúng ta sẽ cùng đến với bài viết được lên vào lúc 8 giờ trước trên báo kênh14.vn. Đó là toàn cảnh 24 giờ bùng nổ bê bối chấn động của Jack, Thiên An và hai cô gái tố cáo liên hoàn, chiêu thức tán gái và cuộc gọi đối chất gây sốc. Những diễn biến trong vụ bê bối tình cảm của Jack diễn ra liên hồi, khiến người chơi hệ hóng chuyện chuyên nghiệp cũng phải xỉu ngang vì hít không kịp drama. Như vậy sau 24 giờ diễn ra lùm xùm này đã có những tình tiết gì? Những ngày vừa qua cứ lướt mạng ai cũng phải choáng ngợp vì hàng loạt chi tiết liên quan ồn ào đến tình ái của Jack, Thiên An và ba cô gái ngoài ngành. Drama tan vỡ của bộ đôi thông thường vốn đã căng thẳng, nay nam ca sĩ sóng gió gặp biến liên quan đến rất nhiều nhân vật. Mỗi ngày đều có những tình tiết mới gây chấn động showbiz. Mức độ khủng của tin tức này cũng đã thể hiện bằng việc chỉ trong 24 giờ qua, từ khóa Jack bị nghi ngoại tình hiển thị 12 triệu kết quả, Jack có con có 52,7 triệu kết quả trên công cụ tìm kiếm Google. Và có thể cho rằng vụ bê bối này đã làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh cũng như sự nghiệp của Jack sau hơn 2 năm đặt chân vào làng giải trí. Và để hiểu rõ hơn về vụ drama này, hãy cùng nhìn lại toàn cảnh diễn biến căng nhất trong 24 giờ qua. Nhìn lại toàn cảnh drama của Jack thì dân tình phải xỉu ngang, xỉu dọc vì những chi tiết gây bất ngờ liên quan đến các cuộc đối chất giữa các cô gái. Chiêu thức nghi của Jack là dùng để tán gái và sốc nhất là những thông tin do Thiên An lên tiếng. Vụ việc bắt đầu bùng nổ vào đêm ngày 7 tháng 8 và kéo dài đến tối ngày 8 tháng 8 ngày hôm qua. Jack vẫn chưa có động thái đáp trả cũng như lên tiếng phản hồi về sự việc này. Rất nhiều những thông tin chia sẻ những hình ảnh, quý vị thấy đó, rất nhiều những hình ảnh. Và lùm xùm này bắt nguồn từ việc một cô gái tên là TV vì quá bức xúc khi phát hiện bị cấm sừng nên đã liên hệ với Thiên An, nữ chính trong MV Sóng Gió của Jack để làm rõ vào ngày 6 tháng 8. Sau đó lần lượt các cô gái số 3, số 4 lộ diện với nhiều tình tiết gây xôn xao dư luận. Thiên An cho biết là cô và Jack đã yêu nhau đã 2 năm, từ 2019-2021 và được gia đình chấp nhận, tuy nhiên đã tan vỡ vào tháng 4 năm 2021. Cùng lúc đó, theo lời nhân vật TV, cô và Jack cũng đã hẹn hò từ tháng 3 đến ngày 20 đến tháng 8 năm 2021, nghĩa là trùng với thời điểm Thiên An đang mang thai. Về phía cô gái thứ 3, LTQ cũng lên tiếng thừa nhận yêu đương với Jack từ tháng 2 năm 2021 đến trước khi vụ drama này bùng nổ. Đó là toàn cảnh thông tin về vụ Jack trên kênh14.vn. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với ngôi sao chấm đét. Ngôi sao chấm đét thì có bài viết lên sóng vào lúc 0 giờ 0 phút ngày hôm nay, ngày 9 tháng 8. Sắc vóc 6 người đẹp từng đóng MV của Jack cũng liên quan tới Jack luôn, quý vị. Hot Girl Thiên An, hoặc hồi xưa của Huế Ngọc Trân, diễn viên Khánh Vân là những người được mời đóng các sản phẩm âm nhạc của Jack. Thiên An sinh năm 98, từng thi Miss Teen 2017, The Face 2017. Tên tuổi của Thiên An bỗng được chú ý từ tối ngày 7 tháng 8 sau một bài đăng trên mạng xã hội cho biết cô đã bí mật sinh con gái và Jack là bố của đứa trẻ. Tiếp theo là Miss Thi, tên thật là Lê Thi Ngọc, năm nay 26 tuổi. Và tiếp theo là Khánh Vân. Tiếp theo người kế tiếp là Linh Chi, kế tiếp là Ngọc Trân, người kế tiếp là Ngọc Phương Vi. Đó là những hot girl đã dính vào Jack trong những MV. Và tiếp tục, chúng tôi sẽ để khép lại bản
Chúng tôi xin được khép lại 8 buổi sáng của Phúc ngày hôm nay với những thông tin giải trí vừa rồi trên vườnsao.net. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 8 buổi sáng của Phúc ngày mai, ngày 10 tháng 8 nhé.